Dự luật tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga bị mắc kẹt tại Canada. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, kế hoạch chống Nga của NATO chỉ là viển vông. Hết những đạo luật cấm vận nền kinh tế Nga đến những kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Dường như là phương Tây đang đưa ra hết những phương án để có thể kìm kẹp nước Nga. Và đối mặt với những kế hoạch này thì Nga sẽ có những phương án nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Blinken, NATO không có kế hoạch chống lại Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm ngày 29 tháng 4 cho biết rằng NATO chưa bao giờ có kế hoạch chống lại Nga và sẽ không có kế hoạch này trong tương lai. Theo ông thì NATO chỉ là một liên minh quốc phòng nhằm bảo vệ các thành viên và không có ý đồ xấu đối với Nga. Ông cũng nói rằng liên minh này hiện nay đã lớn mạnh hơn trước vì có thêm thành viên là Thụy Điển và Phần Lan. Còn Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg thì cho rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine sẽ khiến cho NATO phải trả giá đắt. Ông nhấn mạnh rằng nếu như Nga giành chiến thắng thì NATO sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền lớn hơn nhiều so với số tiền mà liên minh này đã dự tính trước đây. Ông Stoltenberg cũng cho rằng NATO đã nhìn thấy trước hậu quả của việc các nước liên minh không thực hiện những lời hứa là sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở GIAT, thì Ngoại trưởng Blinken cũng hy vọng rằng Nga sẽ đồng ý đàm phán về tình hình Ukraine trên cơ điểm luật pháp quốc tế. Ông Blinken bày tỏ hy vọng rằng Nga luôn thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán một cách chân thành, phù hợp với các nguyên tắc của cộng đồng quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu chúng được xác nhận một cách chính xác, thì một nghị quyết hòa bình chắc chắn sẽ được thông qua. Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken về đàm phán Ukraine, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova đã cho biết trên kênh Telegram của mình rằng Nga khẳng định đã sẵn sàng đàm phán hòa bình về Ukraine vào năm 2022. Bà cũng nhắc lại rằng Nga đã thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế bằng cách khởi xướng các thỏa thuận Minsk và hợp nhất chúng dưới hình thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng chính Mỹ đã gây sức ép, buộc chính quyền Kiev, hay đúng hơn là ông Zelensky không đồng ý đàm phán. Ngoài ra thì bà cũng cho biết rằng ông Blinken không muốn nhớ rằng chính các đồng minh của Washington là Paris và Berlin đã cố tình phớt lờ các giải pháp mang tính pháp lý quốc tế trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Còn nhớ là vào tháng 11 năm ngoái, người đứng đầu trong đảng Người hầu Nhân dân của phe Tổng thống Zelensky là ông David Arakamiya đã nói rằng các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022. Nhưng chính quyền Kiev luôn giữ thái độ lập lờ, vì sau khi đàm phán với phía Nga tại Istanbul, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã kêu gọi Kiev không nên ký bất cứ điều gì với Moscow, mà hãy cứ tiếp tục cuộc chiến. Trong khi đó, thì Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chưa bao giờ từ chối đàm phán với Kiev. Đồng thời, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cũng lưu ý, hiện tại thì không có điều kiện tiên quyết nào cho việc này, vì phong trào hướng tới hòa bình đều bị cả Nga và Ukraine. Theo ông, tình hình chỉ có thể thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi thực tế trên chiến trường. Tổng thống Putin cũng từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga sẽ sẵn sàng đối thoại, nhưng nó chỉ dựa vào thực tế chứ không phải là những mơ mộng hão huyền mà phương Tây vẽ ra cho Kiev. Tại một diễn biến khác, văn phòng Tổng thống Zelensky đã đưa tin rằng Ukraine và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán thứ ba về đảm bảo an ninh cho Kiev. Theo ông Zelensky, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu thực hiện một thỏa thuận về đảm bảo an ninh. Điều này là bước tiến bộ trong việc thống nhất các điều khoản và điều chỉnh lại thuật toán cho các hành động tiếp theo. Còn tránh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak thì bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài giữa Ukraine và Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, thì các nước G7 đã công bố lập trường là họ luôn ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, thì các cam kết an ninh được đề cập trong những tuyên bố này không quy định thời gian cụ thể để thực hiện. Nó cũng giống những lời hứa suông khi mà đề Ukraine gia nhập NATO. Kiev hy vọng rằng đảm bảo an ninh sẽ được thực hiện trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào năm 2024 này. Ủy ban EC cho phép chặn TikTok tại châu Âu. Tờ Politico đã dẫn lời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà von der Leyen cho biết,
mạng xã hội TikTok có thể bị chặn ở Liên minh châu Âu. Ấn phẩm này đã viết rằng bà von der Leyen không xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Ủy ban châu Âu, mà là với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Nhân dân châu Âu. Trong cuộc tranh luận ở Maastricht, với sự góp mặt của các ứng cử viên hàng đầu của các đảng phái chính trị, bà von der Leyen đã ám chỉ rằng việc cấm TikTok tại EU là một lựa chọn rất đúng đắn. Theo bà, Ủy ban châu Âu EC đã trở thành tổ chức đầu tiên trên thế giới có nhân viên bị cấm cài đặt TikTok trên điện thoại ở nơi làm việc. Bản thân bà cũng được cho là đang tránh xa TikTok khi vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Vào tuần trước, TikTok đã đình chỉ chương trình phần thưởng cho người dùng khi tương tác với ứng dụng TikTok Live, sau khi EC bắt đầu xem xét tính năng này theo quy tắc kiểm duyệt nội dung của khối, đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA. Ngoài ra thì TikTok còn phải đối mặt với một cuộc điều tra riêng của Ủy ban châu Âu trong DSA liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Được biết rằng biện pháp cuối cùng có thể là đình chỉ mạng xã hội này tại EU. Trước đó thì Ủy ban EC đã nhiều lần gửi cho chủ sở hữu TikTok về một báo cáo đánh giá rủi ro của ứng dụng TikTok Live, bao gồm các chức năng khen thưởng cho những lượt thích. Đặc biệt là EC đã nghi ngờ rằng những đánh giá rủi ro như vậy đã không được các công ty thực hiện đúng cách, và các công cụ khen thưởng có thể có tác động tiêu cực đến người dùng, đặc biệt là trẻ em. Liên minh EU cũng lo ngại về chương trình khen thưởng cho người dùng TikTok này khi mà hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, chẳng hạn như là xem số lượng lớn video, xếp hạng nội dung và mời bạn bè. Trước đó, thì Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật buộc chủ sở hữu TikTok là Biden phải bán doanh nghiệp ở Mỹ của mình trước nguy cơ bị phong tỏa. Vào tuần trước, thì Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật được Quốc hội thông qua. Một phần trong đó là sáng kiến cấm mạng xã hội TikTok. Nếu như công ty sở hữu nó là Biden không bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ của mình trong vòng 9 tháng, dự luật quy định về khả năng có thể kéo dài thời hạn này thêm 90 ngày nữa nếu xác định rằng công ty đã đạt được tiến bộ trong việc bán hàng, kéo dài cho TikTok khả năng lên tới 1 năm trước khi phải đối mặt với lệnh cấm. Chiến dịch chống lại mạng xã hội TikTok đã được tiến hành ở Mỹ trong nhiều năm qua. Cơ sở chính thức cho lệnh cấm này được Quốc hội viện dẫn là do công ty có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc và sự lo ngại của người dân Mỹ về an ninh và dữ liệu cá nhân. Theo tờ CNN, một dự luật TikTok tương tự đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 3, nhưng nó đã bị đình trệ ở Thượng viện. Trong một động thái mang tính thủ tục, thì Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trong tháng 4 vừa qua đã đính kèm dự luật TikTok sửa đổi vào gói viện trợ nước ngoài với hy vọng buộc Thượng viện bỏ phiếu về luật TikTok. Việc kết hợp dự luật với viện trợ nước ngoài đã đẩy nhanh dự luật TikTok và khiến nó có nhiều khả năng được thông qua hơn. Nếu như TikTok không thể tách khỏi Biden trước thời hạn, thì theo giả thuyết, người dùng TikTok ở Mỹ có thể bị ngừng sử dụng vào giữa tháng 1. Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Vì vậy mà hiện tại, người dùng TikTok ở Mỹ có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng này như trước, mặc dù họ có thể bắt đầu thấy nhiều người hoặc chính công ty này lên tiếng phản đối luật trong ứng dụng. Đồng thời, giám đốc điều hành TikTok là Sam Chung-ju cho biết rằng mạng xã hội này không có ý định rời khỏi nước Mỹ. Theo ông thì mạng xã hội này tự tin vào vị thế của mình và sẽ thách thức lệnh cấm có thể xảy ra ở Mỹ trước tòa. Đại diện mạng xã hội TikTok đã gọi luật về lệnh cấm có thể có ở Mỹ là vi hiến và tự tin rằng sự thật và luật pháp sẽ đứng về phía họ. Công ty này nhắc nhở rằng họ đã đầu tư hàng tỷ đô la để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu ở Mỹ và đảm bảo rằng nền tảng của họ sẽ không bị ảnh hưởng và thao túng từ bên ngoài. Công ty này cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục đầu tư để đảm bảo TikTok vẫn là một nền tảng an toàn cho tất cả người Mỹ. Dự luật tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga mắc kẹt tại Canada. Sứ quán Nga tại Canada đã cho biết rằng dự luật tịch thu tài sản nhà nước bị đóng băng ở nước ngoài đã được đưa ra tại Thượng viện nước này vào mùa thu năm 2023. Nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có tiến triển gì. Theo Izvestia, một văn bản đã được đưa ra đề xuất loại bỏ mọi mâu thuẫn bằng cách chuyển giao quyền lực cho chính quyền Canada nhằm hợp pháp hóa hành vi tịch thu tài sản của Nga tại các nước phương Tây. Trong số các nước phương Tây, thì Canada là quốc gia đầu tiên đã cố gắng để tạo ra cơ chế tịch thu tài sản. Không chỉ tài sản tư nhân mà cả tài sản quốc gia có chủ quyền, chẳng hạn như tiền của các ngân hàng trung ương của nước ngoài. Các quỹ của chính phủ Nga vẫn được bảo vệ khỏi các nỗ lực tịch thu này, vì cơ bản là các tòa án Canada không có thẩm quyền đối với tài sản thuộc chủ quyền của nhà nước. Do đó mà theo luật pháp quốc tế thì tài sản của các quốc gia được bảo vệ sẽ không thể bị tịch thu. Đặc biệt điều này áp dụng đối với tài sản thuộc sở hữu của